Cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu, tình hút thuốc đó. Con cũng biết sao đó chú ơi, nhưng mà nếu mà được thì về là con cho hút cái khác. Con cho hút cái khác. Hút gì cơ? Hút em. Hút em. Anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Có. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Mình là Trương Hùng, sinh năm 1985. Hiện tại mình là giáo viên dạy toán ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại nhà mình ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh à. Dạy cấp mấy? Dạ em dạy toán cấp 3. Cấp 3. Dạy trường nào thầy ơi? Dạ em dạy luyện thi đại học cho các bạn thi đại học ở chị. À. Mời nhà gái. Xin chào tất cả chương trình. Em chào chị Ngọc Lan. Em chào chú Quyền Linh. Em thì là Thúy An. Em 25 tuổi. Công việc của em là đang bán hàng online, kinh doanh tự do. À. Dạ em ở Gò Vấp chị. Bán gì vậy Thúy An? Những cái mặt hàng con bán thì hôm nay cũng có một mặt hàng con mang đến đây để tặng cho chị Ngọc Lan, với tặng cho chú Huyền Linh và bạn Nam bên kia. Và một cái sản phẩm nó hơi nhạy cảm một chút xíu, thì chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan có muốn có cần mua thì con vẫn bán. Có quà là chú nhận mà gì vậy con, gì mà nhạy cảm không? Cái sản phẩm của con là về sinh lý nam á chú. Ưu điểm khuyết điểm là gì thầy giáo? Chỉ là em có vẻ sống tình cảm đó chị. Đó cũng là khuyết điểm nha. Đôi khi mình sống quá tình cảm đó, rồi có một số người lợi dụng cái tình cảm đó mà mình thiệt hại rất là nhiều luôn á. Dạ nhưng mà em vẫn cảm thấy vui. Ừ, rồi. Còn khuyết điểm của mình chắc có thể là chỉ hút thuốc. Hút thuốc, hút nhiều không thầy Hùng? Vì vấn đề công việc cộng với lại cái cuộc sống của mình nó hơi tẻ nhạt một xíu, nên là dùng cái điếu thuốc đó. Và những lúc buồn đó anh. Nhưng mà nếu mà có một người bạn gái kế bên thì sẽ bớt tẻ nhạt đi, rồi điếu thuốc đó bỏ đi luôn được không? Dạ được anh. Rồi, mời nhà gái. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, luôn luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Còn cái nhược điểm của em là nóng tính, với lại là em hơi bị cáu gắt khi đói với khi ngủ. Ưu điểm là biết sai là sẽ sửa, nhưng còn nhược điểm là chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Chưa thấy bao giờ thấy mình sai hết trơn á. Trời ơi. Hay vậy ta. Cô gái này thú vị lắm nha. Hay vậy ta. Tạo niềm vui cho thầy chú Hùng nè. Bởi vì cuộc sống của thầy nói là hơi tẻ nhạt chút xíu, tình hút thuốc đó. Con cũng biết sao nó chú ơi, nhưng mà nếu mà được thì về là con cho hút cái khác. Con cho hút cái khác. Hút gì cưng? Hút em. Hút em. Đừng hút thuốc nữa mà hút vào em đi. Đúng không chú? Trời ơi quá trời quá đất rồi. Thầy Hùng mình có mấy mối tình rồi? Cái lúc mà thời bắt đầu là sinh viên học đại học á. Thì lúc đó là mình chỉ giống như là chỉ cảm mến bạn ấy thôi. Có một tai nạn. Có một tai nạn là sao? Mình có một bé con trai. Tai nạn có con đó. Có một con trai 11 tuổi rồi. Tai nạn có con đó. Trong cơn say ta đến bên nhau đúng không thầy, cho quên đi những đớn đau trong con tim, rồi xong rồi cái tai nạn tức xảy là ra. Lúc đó mình còn rất trẻ. Rất trẻ là bao nhiêu tuổi thầy? Dạ lúc đó mình 24 tuổi rưỡi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu xem nhà gái được có bao nhiêu mối tình rồi. Em cũng trải qua được 3 mối tình. Tình đầu tiên là cái thời đó còn quá nhỏ, thì sau đó tới kế tiếp thì mối tình thứ hai thì lại còn chưa có vững vàng công việc. Cái mối tình thứ ba á thì nó trớ trêu là bạn nó có gia đình rồi, cho nên là khi phát hiện ra thì tụi em không có tiếp tục nữa. Tức là lúc yêu nhau em không biết? Dạ đúng rồi. Trớ trêu thêm một cái nữa là khi phát hiện ra bạn nó có gia đình thì em mới chia tay, rồi mới biết là em có em bé. Nhưng một điều ở đây là con em không phải là tai nạn. Con em không phải là tai nạn. Con em đến với em là sự mong ước của em. Và con em nó là một cái giống như là ông trời bù đắp cho em vậy đó. Tuy là mình không có một cái cuộc tình trọn vẹn, nhưng mà thay vào đó là mình có được một nàng công chúa và đáng yêu. Công chúa mấy tuổi rồi con? Dạ công chúa con được 1 tuổi rồi chú. Hả? Mình cũng đã có con rồi. Chắc có lẽ mình cũng hiểu được tình yêu thế nào mà có nhiều cái kinh nghiệm hơn. Em mong muốn có một người yêu như thế nào? Bây giờ cái sự đầu tiên và quan trọng nhất em cần là người đó phải đủ bao dung để yêu thương cả mẹ lẫn con. Cái thứ hai nữa là người đó không có hút thuốc. Cái thứ ba nữa là người đó không có được gia trưởng. Bây giờ em nói em tên là Chu Hùng hả? Em là Trương Hùng ạ. Em hai tên giấy khai sinh của em á, Trương Như Trong,
Sinh năm 1986 nhưng tên của em là Trường Hùng, sinh năm 85. Trường Hùng hả? Dạ vâng. Bây giờ mình mong muốn có một mối tình như thế nào? Mỗi người mong muốn của em à, thì thật ra nó không có mong muốn gì cả. Chỉ chẳng qua là hai người nhìn nhau cảm thấy có cảm giác. Đúng rồi, cảm xúc nó quan trọng ha. Thầy ơi, vậy thầy có điều gì mà không thích ở phụ nữ không? Chắc là em phải xem là cái mức độ mà nó nghiêm trọng đến mức nào. Tức là ví dụ như là cái sở thích hoặc là một cái điều gì đó mà nó không hay từ cô ấy mà nó ảnh hưởng tới người khác thì lúc đó mới xem xét. Dạ. Chứ còn những đức tính hoặc là những cá tính gì đó của bạn ấy thì mình đáng được tôn trọng. Dạ. Rồi, ok. Em gái con thích mẫu hình lý tưởng đàn ông nó cao thấp hay là như thế nào con? Con thì cao thấp như nào cũng được hết. Nhưng mà phải đẹp trai, phải sạch sẽ và quan trọng là phải thơm. Đàn ông giờ chắc ở dơ lắm sao? Sao nó mong cầu vậy? Mong cầu lạ vậy đó. Con ở đây thì con cũng gửi hai cái món quà này. Rồi. Đây là tinh dầu Dubai. Cảm ơn con nha. Rồi. Dạ. Ok. Thôi bây giờ mình hỏi người thân coi. Mình thân thân đi. Thầy Hùng đi với ai? Dạ em đi với hai bạn em. Rồi chào con. Chị Ngọc Lan ạ. Chú Quỳnh Linh ạ. Dạ, theo con nhận xét thì chị bên này nhìn dễ thương với nhỏ nhắn đáng yêu. Với lại cái điều kiện của chị là không gia trưởng thì cái đó thì con thấy là anh Hùng có thể làm được. Bởi vì con hỏi anh ấy mấy lần rồi thì anh ấy cũng nói là những cái điều đó đàn ông là mình là phải bao dung thì mới được. Cảm ơn. Cô gái mình đi với ai? Hôm nay thì vì cái lý do gia đình cho nên là em đến một mình. À không sao, có chị. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Nền nã duyên dáng đẹp đẽ nha. Đây là không gian của thầy đó. Bắt đầu đi. Rồi, tặng em. 37 năm đó, lần đầu tiên trong đời mình đấy. À dạ, em cảm ơn anh ạ. Thì đây em cũng có món quà, em gửi em tặng anh. Rồi, cảm ơn. Ví dụ như trong trường học anh mà có đi lễ gì mà cần quà thì liên hệ em. Anh em cung cấp phân phối luôn nha. Xin lỗi em tên gì ạ? Em tên là Thúy An. Quê bé ở đâu ạ? Dạ, quê em ở Cần Thơ, em gái miền Tây. Em lên trên này lâu chưa? Em lên trên này thì chắc cũng được khoảng tầm gì đó mới được 7 năm thôi. Thế công việc hiện tại của em là? Dạ, em công việc hiện tại của em là bán hàng online và kinh doanh tự do. Em thấy hình như là mấy câu hỏi nãy giờ anh hỏi đó là em đã giới thiệu từ đầu chương trình rồi. Không có, nãy giờ là do anh không để ý. Thầy hồi hộp quá nên thầy nghe không rõ. Cho em xin hỏi một cái là tại sao mình lại hai tên à? Dạ, mình hai tên vì là một cái tên đó do ông cố nội của mình à. Vậy mình hai tên vậy mình có hài lòng không anh? Cái hài lòng hay ba lòng nó không quan trọng đâu em. Nó quan trọng là bạn có xứng đáng không. Quan trọng chứ. Nếu như hai lòng thì mình đã chia sẻ rồi. Mình chia một cái lòng của mình nó ra làm đôi là tình cảm nó cũng chia rồi. Anh nói là anh đã có một con 11 tuổi đúng không? Vậy mình đã kết hôn chưa? Có. Ủa nếu mà đã kết hôn thì tại sao anh lại gọi là tai nạn? Là tại vì tức là đó là đứa con mà thật ra thì cái lúc đó thì là không mong muốn. Vì thật sự là lúc đó mình không muốn lập gia đình. Lúc đó thì mình chưa có gì cả, chưa thể chăm sóc được cho cô ấy, rồi chả làm được cái gì cả. Thế cưới nhau về đấy. Rồi thì bạn hiểu rồi, điều gì đến nó sẽ đến thôi. Lúc đó mình phải làm điều đó để cho ít nhất là con mình nó có bố có mẹ. Nhưng sau đó một thời gian thì mình phát hiện là nếu không có tình cảm thì không thể sống được với nhau. Còn riêng về cái quan niệm của em nha, thì không nhất thiết một đứa trẻ phải có bố có mẹ cùng nhau đâu. Nhưng quan trọng là cái cuộc sống của nó như thế nào. Tuy là con của em nó chỉ có một mình anh mẹ nó thôi, có một mình anh em thôi, nhưng mà chưa chắc gì những đứa con mà có bố có mẹ thì nó đã được như là đầy đủ và đầy đủ yêu thương như em. Ví dụ như là trong một cái mối quan hệ gia đình mà thà không có mẹ hoặc không có bố mà con mình nó đầy đủ vui vẻ, hạnh phúc, được đầy đủ yêu thương của ông bà còn hơn là ở cùng bố cùng mẹ mà nhìn thấy bố mẹ không vui, cãi nhau, nhìn thấy bố nó không yêu thương mẹ nó. Thì như vậy thì sau này con anh nó sẽ như vậy. Mình dành cuộc sống của nó như thế nào thưa anh?
Thì bây giờ thì anh đã đủ điều kiện nếu như mà anh bước tới hôn nhân không? Theo quan điểm của anh như thế này, nếu bạn đã yêu thương một ai đó, dạ, thì khi nào bạn lo lắng được cho người ta đã, thì lúc đó mới yêu thương người ta. Sống với nhau mà nó thiếu lên thiếu xuống, rồi suy nghĩ này suy nghĩ kia thì nó không đảm bảo hạnh phúc đâu em. Anh đã bước lên chân lên đây nghĩa là anh đã rất sẵn sàng rồi, có cái quan trọng lắm lắm luôn đó. Thì đó chính là cảm xúc anh nói. À dạ, em thì đã là mẹ đơn thân rồi, thì em đủ kinh tế vững vàng để lo cho mẹ con em rồi. Nhưng cái em hỏi ở đây, nếu trong tình yêu tiền của đàn ông đặt ở đâu là tình cảm của đàn ông ở đấy. Cho nên em mới hỏi anh một câu đó, chứ không nhất thiết là em phải cần anh lo cho em bất cứ một cái gì cả. Anh có điều gì muốn hỏi em nữa không? Không ạ. À, anh có uống rượu không? Có không ạ. À vậy thì anh có ngại quen với một người con gái là uống rượu bia không? Tại vì em nhậu khá là tốt. Ví dụ như hai đứa cãi nhau á, thì có thể là trong cơn say ta đếm bên nhau để giải hòa một câu chuyện buồn gì đó. Không, cái này là điều em nói thật sự mà. Dạ vâng. Tức là nhậu thì mình không biết nhậu. Nếu mình yêu cổ muốn làm gì cũng được á. Còn riêng em, nếu em yêu thì em sẽ, nếu em có tiến xa với anh nha, nếu nha, thì một điều em bắt buộc luôn, bỏ thuốc. À, còn nếu như anh không biết nhậu á, thì về em tập anh nhậu. Tại vì nhà em á, là em hiện tại bây giờ có khoảng 27 đến 30 hũ rượu. Tất cả đều là trái cây với về đa số là khỏe dành cho đàn ông thôi. Mà cứ mỗi ngày thì nếu như anh không biết nhậu thì mình một ngày một ly. Rồi tới ngày thứ hai thì 2 ly chú nhờ. Ngày thứ ba thì 3 ly. Thôi chú 5 ly. Thì anh có dự định là khi nào là anh sẽ kết hôn tiếp không? Anh sẽ cưới em nếu anh yêu em sau một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bất cứ lúc nào. Nhưng anh phải yêu cái đã. Còn em chấp nhận khi kết hôn nếu anh thương con em. Em đang, cái quan ngại của em là vì con em nó là con gái. Và lý do tại sao khi mà em đến với chương trình này khi con em nó mới 1 tuổi, thì đó là lý do là em muốn con em nếu mà có một cái mối quan hệ mới, khi người ta tới với em khi con em nó còn nhỏ như vậy, thì khi nó lớn, từ nhỏ cho tới lớn thì người ta sẽ đủ yêu thương với nó. Nếu nó lớn là nó chọn chứ hết, em hết quyền chọn rồi. Bây giờ là em chọn để người đàn ông nó có thể yêu thương cả hai mẹ con và có thể chăm sóc nó từ bé cùng em. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta đủ để có bản lĩnh quyết định về cuộc đời của mình. 1 2 3 Hết thời gian, không ai bấm cả. Các bạn cách xa nhau quá, chúng tôi cũng thấy điều đó. Chúng ta đến đây cũng đã có duyên rồi, không có phận với nhau, không hợp với nhau, ta thể là những người bạn. Tên là Ngọc Kiên, em 21 tuổi, quê Tiền Giang và hiện tại đang sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang học gì? Dạ em học ngôn ngữ Anh. Học ngôn ngữ Anh hả? Rồi bạn Kiên hả? Dạ đúng rồi. Mạnh mẽ quá vậy. Dạ. Bạn Kiên 21 tuổi, quê ở Tiền Giang, đang trời. Sống ở Sài Gòn. Trời đất ơi, sao trẻ dữ vậy? 2K đó hả? Dạ, 2001 ạ. 2001 đó hả? Dạ. Không lo học hành, kiếm chồng sớm vậy con? Trời, ta kiếm bạn trai cho nó vui vẻ, học cho giỏi. Rồi, bên đây. Lời nói đầu tiên con xin chào đến quý vị khán giả, cũng như là chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh. Chào con. Và bạn nữa bên kia, con tên là Minh Trí. Hiện tại là con đang học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, khoa đạo diễn điện ảnh truyền hình. À. Ngoài ra con cũng là một giám đốc sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Ngôi Sao Trẻ. Con cũng bằng tuổi với bạn bên kia, 21 tuổi. Thôi, nhưng mà năm sinh của con thì là 2000. Và nếu như xét thứ tuổi, con lớn hơn bạn 1 tuổi. Quê của con ở Tây Ninh ạ. Hai bạn rất là trẻ luôn. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì vậy con? Ưu điểm của con là một người khá là hòa đồng, hoạt bát, có trách nhiệm cao trong công việc. Ngoài ra thì con cũng hay vui tính và khá là nhây. Rồi, mời nhà gái. Dạ, ưu điểm của con thì là theo bạn bè nhận xét thì kiểu con cũng thân thiện, vui vẻ. Với lại là con rất là chịu khó lắng nghe người khác. Còn khuyết điểm thì con hơi nóng tính một xíu. Với lại là kiểu con hay suy nghĩ nhiều quá. Trời, sao các bạn gái lên đây hay suy nghĩ nhiều quá ta? Suy nghĩ ít lại cho xuống.
bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra nói về mối tình thì cũng không đúng, tại kiểu như là con chỉ tìm hiểu thôi, thì có tìm hiểu được ha hai bạn, mà kiểu như là mình cũng còn trẻ đó, thời gian tìm hiểu cũng ngắn nên là chắc không tính là mối tình đâu ha. Rồi vậy không có gì, bên đây không có gì hết trơn nha. Bên đây tình duyên sao rồi? Dạ con có hai mối tình ạ. Một mối tình kéo dài 2 năm và một mối tình kéo dài trong vòng 3 tháng. Cái mối tình 2 năm đó thì chắc con xin không cỡ vì nó là mối tình học sinh. Còn mối tình 3 tháng thì con nghĩ là đây là một cái kỷ niệm mà con nghĩ là trong cuộc đời con sẽ không bao giờ quên. 3 tháng mà 3 đó. Tháng thôi ạ. Và mối tình này là mối tình con mà một người bạn gái làm cho con bị mất việc. Là chỉ vì cái sự nhiều chuyện của bạn đó và con bị mất một công việc rất là quan trọng. Khi mà mới đầu năm mới là con vào con bị mất việc. Trời đất vậy mà mình mất việc cái có gì ấn tượng lắm. Mình xù người ta luôn hả? Cô nào tự nhiên làm bạn trai mất việc kìa trời. Nó là những cái mối tình mà chú nghĩ cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Nó chỉ là thoáng qua thôi. Bây giờ mình sẽ hướng đến một mối tình mà trên sân khấu bằng với hò bao giờ nó cũng kéo dài, thậm chí đó là mối tình cuối cùng luôn đó. Mình muốn một bạn gái như thế nào nè, theo tiêu chuẩn của mình nè, đạo diễn trẻ. Cô của con thì chỉ cần nhẹ nhàng, dễ thương, rồi không quá mập cũng được, chubby dễ thương một xíu. Ngoài ra thì con không tìm một đầu bếp hạng sang, cho nên là chỉ cần bạn đó biết nấu ăn một chút. Tại vì con cũng biết nấu ăn, con cũng từng là bếp phó của một nhà hàng ở thành phố. Giỏi vậy. Cho nên là con rồi. Cũng sẵn sàng nấu ăn cho bạn đó, sẵn sàng take care cho bạn khi bạn đó đói. Bởi vì thường các bạn nữ có một cái rất là xấu đói, và bản thân con cũng rất là xấu đói nữa. Đó là con rất là quạo. Đói ai cũng quạo, chú cũng quạo nữa con ha. Đó, đường tình duyên nhà trai như vậy. Đường tình duyên vậy rồi nhu cầu yêu cầu vậy luôn, cũng không có gì gọi là quá đúng khó rồi. Khăn phức tạp không có gì hết. Xin mời ông Mai bước qua đây ngó một cái. Thôi xinh gái quá, nó nhẹ nhàng ha. Ừ, Tiền Giang quê tôi trai gái đều đẹp hết trơn. Mình ở huyện nào vậy con? Dạ con ở thị xã Cai Lậy. Chú ở Châu Thành, cách có một con làng ranh rồi qua tới luôn. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là con tìm một bạn nam cao hơn con xíu. Có cao? Biết quan tâm. Bạn này quan tâm số 1 luôn. Dạ, mà thôi như đó đi, con cũng dễ lắm. Dạ. Bạn này đạo diễn một nhà sản xuất rất là quan tâm đến dạ. mọi người, thậm chí quan tâm cả đoàn phim, lo lắng coi đoàn phim luôn. Dạ không, nhưng mà con muốn bạn đó quan tâm mình con à. Quan tâm mình con à. Rồi bỏ đoàn ai lo con? Cái kia thì mình quan tâm ít ít thôi. Đâu bỏ được. Đoàn là bỏ tiền đó. Bỏ tiền ra đó con. Bước qua nhà bển coi coi cao ráo không? Cao, có cao. Đạo diễn chào em, chào đồng lai đó. Cao nha, dễ thương nha. Ừ. Mình hay chiều chuộng bạn gái không? Dạ, em không biết sao nhưng mà cái người mà em từng quen, bạn đó ở Huế và chỉ cần bạn đó nói là muốn ăn cái món đó thôi, em sẵn sàng mua vé máy bay ngay lập tức ra trai với bạn đó. Nga lăng lắm. Vậy được không? Dạ được. Vậy thôi chứ. Hôm nay con đi với ai? Dạ, hôm nay thì chỉ kéo theo được anh Mario là biên kịch và là đồng đạo diễn với con trong các dự án của team. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, cũng xin chào chị Ngọc Lan. Dạ, em là một người bạn cũng như là một người anh của bạn Trí. Thì theo cách em nhìn nhận bạn nữ thì bạn nữ đúng là gu của bạn Trí, nhẹ theo kiểu nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Và bạn nữ này cũng rất là nhẹ nhàng, đầm thắm và có một chút gì đó e ngại. Thì hy vọng nếu như chúng ta có duyên ở đây thì cái nợ là do hai bạn quyết định. Thì hai bạn có quyết định là bấm hay không để chúng ta là nợ của nhau. Thì đi xa được hay không là do hai bạn mà thôi. Em xin hết ạ. Mario có bồ chưa con? Dạ nhân đây em xin gả anh Mario ạ. Chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, anh có nhà mặt tiền ở Đà Nẵng ạ. Dạ nhân đây thì cũng xin gả nhỏ em gái luôn. Dạ Thúy An, sinh năm 1995. Dạ, dạ. Làm nghề make up. 96. 96 hả? 96 trời ơi. 96 hả? 96 make up. Make dạ, up riêng 93. Của chị đó. Em 93. Dạ, hả? Chuyện ngoài lề. Nhà gái đi với ai? Con đi tới với hai người bạn thân của con. Bạn thân ha? Dạ con chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan ạ. Em là Quỳnh Giao, là bạn thân của Kiên. Bạn nam bên đây khá là hợp với Kiên. Tại vì thấy bạn là một người biết quan tâm và bạn vui vẻ. Kiên là một người khá là nhạt và nó hay suy nghĩ nhiều. Nên con nghĩ bạn bên đây rất là hợp. Rồi, thôi bây giờ mình mở rào cho hai bạn trẻ gặp nhau để trao đổi nha. Mở rào. Không gian này của Trí đó, đạo diễn và sản xuất luôn đi Trí. Rùng quá chú ơi. Hôm nay đến chương trình thì mình có một món quà tặng cho bạn. Cảm ơn. Mình cũng có món quà tặng cho bạn. Chị hơi tò mò em tặng gì cho bạn gái vậy? Ở ngoài hộp quà em có ghi tên của em, MTD là viết tắt tên của em, viết tắt của tên tiếng Anh. Có hai nghĩa tên tiếng Anh là make the difference, là tạo nên sự khác biệt. Bởi vì em luôn tạo một sự khác biệt trong mọi cái,
kể cả phim ảnh, kể cả là trong cuộc sống của em. Ngoài ra chữ MTD còn có nghĩa là My Treasure Darling, có nghĩa là em là bảo vật của anh và là My Darling. Wow. Món quà ngày hôm nay em tặng bao gồm một cái dây chuyền, có một cái nhẫn và trên đó nó khắc một cái dòng chữ I love you. Ngoài ra là có ba cái cây kẹo tượng trưng cho ba thành viên trong gia đình sau này của em và bạn đó. Một cây nằm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên tình yêu của chúng mình. Các bạn thấy không, đạo diễn của chúng tôi. Bây giờ mình đeo thử một món quà trong cái hộp đó cho đúng bạn rồi. Gái đi. Đây, cho mình xin phép đeo cho bạn. Đạo diễn làm cái gì nó không có hết ý của nó hết trơn. Rất là chu đáo thấy chưa. Vàng thì đeo rồi, còn kẹo không ăn thì mình xin đem về cho con mình được không? Trời đất ơi, con mình thích ăn kẹo mút lắm. Một cây làm chẳng nên non, ba cây kẹo mút nên đàn kiến bu. Bây giờ các bạn thoải mái nói chuyện đi, cảm nhận về nhau thế nào? Thật sự là lần đầu tiên khi mà chắc xưng là mình được không ạ? Xưng anh em anh đi. Em đi, em lớn hơn tuổi đó. Cái nhìn đầu tiên của anh thì anh nghĩ là thật sự là em có một con mắt rất là đẹp. Như người ta thường có câu là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và em vừa mở ra được tâm hồn của anh. Wow. Trời ơi, đạo diễn nói câu nào nhức nhối câu đó. Ngày hôm nay là cũng là đến đây được, cũng là anh và em cũng gặp nhau được là do cái duyên. Hy vọng là anh với em cũng có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn, để hiểu nhau hơn. Có thể là sau này mình hãy đi một quãng đường xa hơn với nhau. Anh rất là mong Happy Ending sẽ là được mời chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh đến đám cưới của hai đứa mình. Bạn làm như vậy là bạn đã học xong chưa? À, chưa, mình vẫn đang còn học tại trường. À, đang học, đang làm. Vậy thì chắc là thời gian bạn chắc bận nhiều đúng không? Nói về cái quỹ thời gian của một đạo diễn vừa một nhà sản xuất thì mình thật sự là ngày, nói chung là một ngày là mình full lịch. Và mình làm việc là tới 4-5 giờ sáng mình còn chưa ngủ. Cái giờ người ta đi ngủ là cái giờ mình sẽ thức, cái giờ người ta thức là mình đi ngủ. Nhưng mình mong là khi mà mình có người yêu rồi thì người yêu sẽ là cái lý do để mình có thời gian dành cho người yêu nhiều hơn. Ờ, cho mình hỏi, tại nãy mình không nhớ rõ là bạn quê ở đâu. Quê mình ở Tây Ninh. Nhưng mà thật sự là mình rất là thích con gái ở miền Tây. Dự định sau này của bạn là bạn làm ở Sài Gòn luôn đúng không? Em đi đến đâu, xe anh theo đến đó. Biết cách nói vậy trời. Thực ra nghề đạo diễn sản nhà sản xuất chỉ có tại thành phố Hồ Chí Minh thôi mới phát triển. Nhưng nó nói hay quá, nghe ngọt ngào vậy sao. Cô không cứu con được nha. Con không cứu con được rồi con ơi. Chắc để khởi động chương trình thì em xin gửi đến bạn nữ một bản mashup hai ca khúc cũng gần đây cũng khá là nổi tiếng, đó là Dịu Dàng Là Ngày Em Đến và Phải Chăng Em Đã Yêu. Đứng lên biểu diễn luôn Trí. Dịu dàng là ngày em đến, sông nàng là bài hát đêm, nhẹ nhàng người cất lên xíu lòng từng đêm mong ngóng. Bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là ánh sao giữa đêm thâu, khiến trái đất lạc quên lối về. Hôm nay đi đâu anh sang đón nhé. Nhảy lúc nào đi. Lúc này mới có mưa, vậy em đã đi ăn gì chưa? Hôm nay đi loanh quanh lạc ngay vào tim anh, chợt nhớ thương rồi vẫn vương rồi muốn yêu. Phải chăng anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải chăng anh đã say ngay từ lúc thấy nụ cười ấy? Tình yêu ta ngất ngây say từ chiến được tầng mây quá xa vời. Anh lên từng giấc mơ được có em. Bây giờ thôi mình nói chút xíu về hẹn hò đi. Hiện tại là em đang ở Tiền Giang. Dạ không, em đang học ở Sài Gòn luôn. Là em ở đây với ai á? À, em ở chung với bạn. Quận mấy giới thiệu luôn? À, em ở Nhà Bè. Cầu Bóc qua Nhà Bè thì nó cũng hơi xa. Khá là xa nhưng mà đã yêu thì sao mấy cũng thấy gần. Đúng rồi. Mình không ngại việc đến Nhà Bè đâu, mình chỉ cần một lý do thôi. Tôi chán quá, tôi già cả, tôi ở đây bao nhiêu bây năm rồi. Bây giờ mình nói một tương lai xa hơn đi. Mai nói ví dụ câu hai đó đứa tiến xa hơn thì khoảng bao lâu mình dự định sẽ kết hôn? Cho phép anh được lắng nghe em trước. Dạ, thật ra thì con cũng rất là còn rất là trẻ. Đối với em á, nói với bạn Trí á. Thật ra đối với em thì em thấy em cũng còn rất là trẻ. Với lại là kiểu em cũng chưa học xong nữa. Nên là em thấy trước tiên thì mình, nếu mà tìm hiểu thì tìm hiểu trước. Mình xây dựng tình cảm từ từ, tới cái lúc mà mình thấy mình có đủ nhiều tình cảm đó. Với lại là sau khi ra trường có việc làm ổn định thì mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Riêng bản thân của anh là một người rất thích làm bố.
trẻ con. Hình mẫu của anh sau này là giống chú Quyền Linh. Hy vọng là có thể có được một cô bé phiên bản lọ lem thứ hai như chú Quyền Linh đang có chẳng hạn. Đối với anh, lập trình bây giờ em muốn ngày mai có thể cưới em ngay lập tức. Wow. Mọi cái anh đều đã có được sự chuẩn bị riêng cho mình từ những cái gì mà anh tích cóp. Nghĩa là kinh tế có rồi đúng không? Dạ, chỉ cần là mình có tình cảm đủ với nhau, có được một cái kế hoạch rõ ràng cho tương lai, anh sẵn sàng lùi về phía sau một xíu để có thể giúp cho em thành công hơn. Đối với anh, một người con gái không chỉ làm hậu phương không mà còn là động viên mình, làm tinh thần cho mình rất là nhiều. Với công việc của anh thật sự rất là stress, rất là áp lực. Những người nghệ sĩ họ sôi nổi trên sân khấu như thế, nhưng khi tụi anh về nhà và mở đèn lên thì ai cũng đi ngủ, chỉ có mình một mình với bóng tối rồi, rất là buồn. Giờ khi mình cũng khóc, mình cũng kiểu là không biết tại sao mình lại cô đơn như vậy. Xung quanh mình có rất nhiều cô gái đẹp, có rất là nhiều bạn dễ thương, nhưng mình lại không có thể rung động được. Anh có một quy tắc, đó là con thầy vợ bạn gái cơ quan là anh không thể nào. Tuy nhiên là anh nghĩ là ngày hôm nay đi đến với chương trình thì anh nghĩ là mình đã có thể có được lời đáp cho cái bài toán mình cô đơn như thế nào rồi. Hay quá. Chú nói cho con nghe, bản lĩnh giỏi, Trí nói đúng đó con. Thật ra người nghệ sĩ đó, thấy họ rất vui trên sân khấu, nhưng tối về chỉ có một mình thôi. Khi mình đi về nhà đó, 12 giờ đêm, 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, 3 giờ đêm, ngay cả chú cũng một mình một tô cơm giữa đêm khuya như thế. Sáng mọi người đi hết rồi, mình dậy mình đi ra tới tối khuya mới về, cũng lủi thủi một mình thôi. Chính vì thế Trí cũng rất là cô đơn, thành ra cần một cái người để tâm sự, một người để chia sẻ. Gần như 20 năm nay chú đóng phim như thế, đóng kịch như thế, chú làm chương trình như thế, có đêm quay 1-2 giờ sáng, thành ra thấy người nghệ sĩ trên sân khấu vui như thế, nhưng đôi khi họ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, cô đơn trong chính cái tình cảm của mình. Nếu chúng ta vượt qua điều đó thì chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Chúng ta sẽ tìm cách để bù đắp những điều đó. Có những ngày nghỉ đó, mình tranh thủ, có những ngày không quay, có khi mình chơi với con, với vợ tới sáng đêm, thậm chí là mình tìm những lúc nào đó mình đi du lịch cùng gia đình để bù đắp cho gia đình. Nếu như người nào mà yêu nghệ sĩ, quen nghệ sĩ mà không chịu được những cảnh đó thì thật sự nó cũng khó lắm á. Em quen đạo diễn nha, quen nghệ sĩ là phải chấp nhận về cái việc thời gian, phải hiểu và thông cảm. Bệnh cũng không dám nghỉ nữa, không được nghỉ nữa. Huống hồ chi là bạn gái bệnh thì chắc cũng không dám nghỉ đâu. Cái này nói thiệt. Em là bạn gái bệnh em sẵn sàng bỏ công việc. Em được. Nhưng mà thí dụ như diễn viên là không, diễn viên, đâu thí dụ như chú đi, xin lỗi nha, ông nội mất, bà nội mất, chính xác, cũng không thể bỏ về được. Chúng ta đã từng thấy những cái cảnh nghệ sĩ gia đình họ mất, họ không về được, họ vẫn diễn trên sân khấu, họ vẫn cười. Thí dụ như Hiếu Hiền chẳng hạn, mẹ mất nhưng vẫn diễn một vai làm cho mọi người cười trên sân khấu và vẫn phải cố gắng cười, sống hết vở diễn ta mới về. Đó là những cái nỗi buồn của những người nghệ sĩ. Sau tấm màn nhung là rất nhiều cái nỗi buồn đó, nhưng mà nếu chúng ta chấp nhận điều đó thì chúng ta vượt qua điều đó, chúng ta rất hạnh phúc thôi. Nhưng mà thật ra quen nghệ sĩ cũng thú vị lắm con. Thật ra thì con cũng có thể hiểu được. Tại vì con, thật ra là con cũng có tham gia. Nói chung đó, nghệ thuật thì nó hơi lớn mà con có đi diễn, con mình muốn quá. Mà lại con rung quá, con không diễn được. Trời ơi, con cũng quan trọng là về cái tình mặt tình cảm á. Thì con tới nay cũng 21 tuổi. Nói chung là so với người lớn thì mình vẫn còn nhỏ. Nhưng mà thật ra là con thấy 21 năm á, con cũng muốn tìm một người có thể là ở bên cạnh của mình, có thể chia sẻ những điều trong cuộc sống á. Nhưng mà con tìm không được. Khi mà gặp một người á mà mình kiểu mình cảm thấy mình cảm mến người ta, người ta lại không có cảm tình cảm với mình. Nhưng mà khi một cái bạn nào đó, bạn có tình cảm với mình á, thì tại mình lại không có nhận được, kiểu cảm nhận được là mình có tình cảm với người ta. Nhưng mà hôm nay thì ở đây có cơ hội được gặp bạn Trí thì con thấy cũng rất là vui. Có cả hai đúng không? Bây giờ Trí tiến tới đi, nắm tay bạn gái nào, hãy nhìn nhau, các bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Ngày hôm nay thì đứng trước một cô gái xinh đẹp như em, đứng trước tất cả mọi người trong trường quay, chị Ngọc Lan và chú Quyền Linh, cũng cảm ơn chương trình vì đã có xe duyên cho anh và em được gặp nhau. Thì hy vọng là mình có thể tìm hiểu sâu hơn và có được một cái câu chuyện đẹp. Để tay vào nút bấm đi, quyết định bằng trái tim của mình thôi các bạn nhé. 1, 2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Em quen rất nhiều người 98 luôn rồi. Không thích thì sao, không thích 98 kể nghe coi. Chị không biết à, chị không biết trong cái cung hoàng đạo là cung hoàng đạo sao, kể coi. Trong cung 12 con giáp á. Thì là thìn tuất sửu mùi là tứ hành xung, có nghĩa là tuổi sửu nó sẽ không hơn ông cái này nè. Thìn tuất sửu mùi tôi giải thích luôn, nó bốn con á, nó không có hợp. 98 liên quan
gì trong đó. 98 nó là dần, không liên quan đến. Ủa 98 sai nha, 98 nó là dần nha. Nó không phải cái hình chung, nhưng mà con trâu với con hổ nó sẽ không theo. Chưa. Ông không có xưa giờ nào nó vậy á, chứ mình ông nó vậy thôi, chứ cuộc đời tôi là tôi không có thấy vậy. Con trâu á nó sẽ không hơn con hổ. Thôi, tại vì ông không có đâu nói vậy thôi, chứ tứ thần xung nào, ông chứng minh đi, tứ thần xung có con nào không giận trong không? Là thìm tất sự vô, có nghĩa là thìm ai thìm này. Siêu là chứng bài, có nghĩa là con siêu sẽ không hơn với con. Ừ đúng rồi, giờ 97, 98 không hợp chỗ nào, không kể tôi nghe coi. 98 thì em không biết, mà 98 thì đó có nhận dàn là con trâu với con hổ không hợp gì không? Còn 97 với 2000. Không, 2000 đúng là hơn. Chứ giờ ông nói con gì hợp với con cọp đâu. Ừ. Con cọp nó ăn hết luôn á. Không, thôi, thấy là cái hình túc sủ mùi. Ví dụ như em dựa vô đó, em trừ ba con kia ra thì chị chấp nhận. Chứ tự nhiên em trừ 98 mà em nói là trong tứ xung là chị đâu thấy đâu đúng. Không, tại vì em cũng nói, em cũng kêu là 97 không hợp với 98. Không phải 97 không hợp với 98, mà gia đình em và bản thân em đang bỏ 98 ra. Sợ là sợ là con cọp, sợ là hả nhai đầu em chứ có lại gì hết đó. Chứ ở mày đặt tình tức sổ mồi, ông coi bằng tôi không, ông coi hoàng não bằng tôi không. Chị đã còn cơm con hổ hơn nhau. Tôi không biết là có hợp nhau không, nhưng mà tôi thấy hả em tôi đang quen nhau, mình cưới nhau luôn kìa, vẫn bình thường, đâu gì đâu, quen 5-6 năm nay. Con gái từ hồ thấy nó hơn chứ. Đấy thì ông nói thà, ông nói thẳng vậy đi, chứ ông đừng bao giờ ông nói với tôi hả lấy tình tức sổ mồi ra hả tứ hình xung nói chuyện. Nó mình không thích con cọp ở đại sao sao. Chứ sao vậy mà có bầu chữa ở đây, ta làm nhiều chương trình ta biết hết rồi. Mình có hai lý do, mình là con lùa cũng không con trâu. Thì đó, thì là gia đình ông sợ ông bị hổ cắn. Kể cho nghe. Chứ cô tôi á, cái gì ta, dần thân tị hợi. Nè lấy nè người ta tuổi dần ta lấy chồng tuổi thân, xong ta đẻ tị hợi, xong gia đình người ta giàu. Ông học đại học Bách Khoa đúng không? Biết thầy Dũng không? Phó giáo sư tiến sĩ thầy Dũng biết không? Bên điện người ta làm giáo phó giáo sư tiến sĩ trường đại học Bách Khoa. Ở đó mà nhà người ta giàu kinh hồn luôn, chứ ở đó mà phải đặt. Em thì em cũng không có cái ký đâu, nhưng mà phần cho mẹ em biết. Rồi, cứ vợ cho mẹ à? Rồi, được rồi. Cứ vợ cho mình, chứ có cho mẹ nha. Nếu được thì từ 99 trở đi thì tốt hơn. Ừ. 99, 2000, 2001. Rồi tôi cho ông 97, 99, 2001, 2002, được không? 97 thì bằng tuổi chị, quay bằng tuổi chị. Thì bởi vậy ông ế tới giờ này nè. Mà càng khó thì càng chờ đi. Rồi chờ đi. Vậy là kết tờ đi. Rồi, như chí vậy đi. 2003 cũng được. Nè nói nghe nè, em có xác định khi nào em lấy chị vợ không? Xác định lại cái đi, khi nào em lấy vợ. Em chưa xác định được. Khi mà em tham dự chương trình thì em nghĩ sao mà mấy cái bạn 2K lên đây, mấy cái bạn đó còn rất là tin luôn á. Và hiện là ví dụ như những cái bạn đó đang đi học hoặc là đang vừa mới ra trường, thì chắc chắn với em một điều, mấy cái bạn mà xinh xinh mà em thích á đều có bộ hết. Tin chị đi, đều có bộ hết luôn. Không có ai tham gia chương trình chị luôn, thề luôn. 2K trở lên 97, em đừng có lọc ra tuổi nào hết, chị còn ok sắp xếp cho em được. Chứ bây giờ em lọc tuổi là em cũng phải chờ. Chờ bao lâu rồi? Cái gì mà một tháng? Người ta một năm không biết tìm ra người cho ông không nữa. Ở đây tôi mấy ngàn người ở đây nè mà còn đang chờ tôi đi ghép cho nè. Tại vì tiêu chuẩn giống em á, quá khó. Vừa sinh mà còn phải vừa tuổi nữa, mà vừa cái này vừa cái kia nữa, thì lại phải chờ. Cái này chị nói thật, muốn nhanh thì là phải đơn giản hóa. Được một cái là mình xác định được khi nào mình kết hôn. Ví dụ như những bạn bằng tuổi em 97, 98 thì 99 luôn, cho rằng là bây giờ bạn còn trẻ, về tìm hiểu 1-2 năm bạn mới kết hôn. Nhưng mà mấy bạn nó cũng họ cũng suy nghĩ là phải có xác định là khi nào kết hôn. Chứ bây giờ em quen là đâu, ở trên đây là tụi chị quen thì ghét cho cặp cho mọi người á, là tiêu chí của tụi chị là đi đến hôn nhân, chứ không phải là chương trình ở đây không phải là game show mà để chơi đó. Cái này là chị nói thật, nên tính chất của chương trình tùy chương trình nó sẽ khác nhau ha. Thì em cũng chỉ biết là chọn đôi ba cưới hai năm. Ừ.
Gọi chợ đi. Chừng nào tôi có mời tôi gọi lên nhé. Nhưng mà tiêu chí của em là khó à? Thì chờ thì nào có thì ấy thôi, chờ theo tiêu chí nó không dứt vậy đi. Anh tính 2.000 hơi khó, tại vì em biết sao em thấy có 2.000. Rồi. Rồi, mình giới thiệu về mình hai lòng ha. Họ và tên, quê quán nghề nghiệp của em. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình. Rồi, em có nói không? Em tên Hồ Hà Lộc, sinh ngày 24/1/1995. Cái tay của em là em bị hậu Covid. Dạ đúng rồi. Là lúc em bị Covid tháng mấy? Em bị Covid như là tháng... Cứ cầm video nó đưa nói chuyện bình thường. Em cứ cầm video nói chuyện bình thường. Tháng 2 thì... À, là năm rồi á. Dạ. Là ngay cái đỉnh điểm dịch luôn. Không, năm mới đây nè. Năm nay thôi hả? Dạ. Là em bị nặng lắm không hay sao? Dạ không, em bị nhẹ. Em bị nhẹ nhưng mà sao mà ảnh hưởng đến tay á, chị đang hỏi cái gì? Em không biết gì, cái này em phải đi khám. Là em chưa đi khám luôn á hả? Chưa. Là em bị Covid là em dính virus gì? Con bay đâu gì đúng không anh? Cái con đầu tiên thì Delta. Là em dính con Delta. Dạ. Rồi ngoài cái tay của em thì em còn bị cái gì nữa không? Dạ không, mà chỉ có tay bị. Tay là bị yếu hả? Bị rung thì cảm tay là bị rung. Cái đó là hậu Covid đúng không? Dạ. Em bị mấy lần rồi? Dạ em bị cách đây khoảng một tháng. Là mới đây thôi hả? Dạ đúng rồi. Là mới bị một lần thôi. Dạ đúng rồi. Trời ơi, nó bị có một lần mà tay run rồi tôi bị ba lần thế này. Rồi, thôi ha. Rồi mình đi, chị Khuyên là sẽ đi khám thử coi. Coi tay nó như thế nào rồi coi mình bị hậu Covid đó làm sao để mình có cái hướng mình giải quyết kịp thời ha. Rồi. Tiếp tục em giới thiệu về mình nữa đi. Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và em làm ở ngân hàng Vietcombank. Ngân hàng Vietcombank à? Dạ. Em làm cái gì ở ngân hàng Vietcombank? Em làm giấy tờ gì? Giấy tờ gì? Là bên cái gì? Cái giống như là có việc khác phát sinh thì mình làm cái gì? Chứ không có cụ thể, ví dụ như là in giấy tờ hoặc là hợp đồng thì phát sinh thì mình mới làm. Nhưng mà em nhân viên trong phòng giao dịch hay là nhân viên ở đâu? Hành chính nhân sự chị. Em là nhân viên hành chính nhân sự. Là em làm được bao lâu rồi? Dạ em làm, hôm trước em làm bên Hồ Chí Minh. Hôm trước em làm ở Hồ Chí Minh đó chị. Còn giờ em làm ở đâu? Dạ, em làm ở nước. Em giờ dạ, cái nước gần đó chị. Nhưng mà làm bao lâu rồi? Dạ, ở nước thì em mới làm đây một tháng, còn ở trên kia làm lâu rồi. Trên kia là cũng là Vietcombank hả? Vietcombank này chia nhánh nào đây? Thứ hai luôn chị. Cái đầu này mà làm ở đâu? Hồ Chí Minh chị. Nhưng mà biết chị biết là Hồ Chí Minh rồi, nhưng mà Vietcombank ở quận mấy như thế nào? Cái gì? Đường nào? Số 5 công đường Mê Linh chị. Rồi còn ở Thủ Đức thì hiện tại là em đang ở đâu? Em ở ngay chỗ Cộng đồng chị. Là Vietcombank chi nhánh gì? Thủ Đức chị. Nó ghi là Vietcombank chi nhánh Thủ Đức luôn. Dạ. Địa chỉ gì chị? Địa chỉ cái ngân hàng chị. 50A Đặng Văn Bi chị. Là em làm ở trên quận Nhất là lâu chưa? Dạ lâu rồi chị, em làm được gần 1 năm hơn chị. Một năm hơn, sau đó thì em về. Chị cái gần. Dạ. Rồi, gia đình em là cũng ở Thủ Đức luôn đúng không? Rồi, thu nhập của em hàng tháng thì như thế nào? Thu nhập của em là 12 triệu. Rồi là đang sinh sống với ba mẹ hay là sinh sống với ba mẹ? Sinh sống với ba mẹ luôn. Rồi có phụ giúp gì không? Có, phụ ơi, đi nhà chị. Rồi đi làm gì có đưa không? Dạ chưa, tại vì tháng này là mẹ em bảo là phải có bán tiền. Tôi hỏi mấy tháng trước rồi tôi đâu hỏi tháng này đâu. Mấy tháng trước thì cũng có đưa nhưng mà mẹ em bảo là không thể giữ đó để tiền cũng cứ vợ chị. Rồi để dành đi rồi để tôi nghe coi. Dạ hiện tại thì để dành được khoảng 2 triệu.
20 triệu sao có vợ ông? Dạ, ý là trong năm nay là đủ. Ủa ông có làm trên kia một năm rồi, ông có tiền thưởng hả? Thưởng là ít gì? Thưởng nhiều mà ít. Tại vì em làm năm thời vụ thì à, có nên là không phải em đi thức mà làm thuê ngoài. Dạ. Hiện tại là em chính thức chưa hay là chị vẫn thuê ngoài? Dạ, thuê ngoài. Ừ. Em là một nhân viên một công ty khác, xong rồi nó muốn vô Việt Công Băng để làm. Không có nghĩa là ký hợp đồng với bên thứ ba thì còn mình vẫn là nhân viên của Việt Công Băng. Em là nhân viên của Việt Công Băng thì dạ, là em cũng phải ký hợp đồng với lại Việt Công Băng chứ, tại sao mà ký hợp đồng với bên thứ ba? Em chỉ là nhân viên của bên thứ ba thì em mới ký hợp đồng bên thứ ba thì bên Việt Công Băng nó vướng em về làm thôi. Cái này em đang bị nói ngược á. Dạ dạ. Trời ơi, cái gì tôi cũng nói ông, xong cái ông nói chắc là vậy là sao? Không hiểu luôn á. Là sao? Cho chị thông cái nè. Là em là nhân viên thời vụ của một Việt Công Băng trả tiền cho em hay là một công ty nào đó trả tiền cho em? Dạ không, Việt Công Băng tiền gì? Ừ, Việt Công Băng trả tiền cho em luôn. Dạ. Nhưng mà em công ty thứ ba có công gì? Công ty nhân viên cái gì? Hả? Công ty nhân viên. Nhân viên. Nhân viên hả? Công ty đó đầu hãy gửi người đi làm. Ok. Cái này là để làm giấy tờ cái này sao nè. Rồi. Ưu điểm nhược điểm của em là cái gì? Ưu điểm của em là hòa đồng vui vẻ, cái lắm như người khác. Ừ. Còn nhược điểm của em là nhiệt tình quá đi. Ừ, nhược điểm là nhiệt tình quá hả? Dạ. Rồi đâm ra là sao? Đâm ra nhiệt viên em bị lợi dụng cái gì? Ờ, đâm ra bị lợi dụng ai lợi dụng rồi kể chị nghe coi. À, giống như mối tình đơn phương của em gần đây nhất là em thích bạn đó, bạn đó cũng có ý thích em, nhưng mà sau khi gặp nhau về nhà bạn ấy mượn tiền nhưng mà mình không được bắt đầu quen luôn. Ừ, bạn đó mượn nhiều lúc đó em không có tiền, em có tiền mặt nhưng mà không có tiền trong tài khoản. Ừ. Thì bạn đó nói là chuyển cái bạn đó 400 để cho học sinh gì đó là ba la. Ừ. Nhưng mà cuối cùng em chưa kịp chuyển gì hết mà bạn đó qua tặng luôn. Bạn đó bao nhiêu tuổi? Bạn đó thích bạn em thì 95. Chưa cho là bạn đó không nghỉ chơi rồi đó. Dạ. Sao đó anh có tiền mặt thôi, anh không có tiền dùng tiền thẻ. Thì em có nói rồi nhưng mà bạn đã kiểu cũng không chịu, cũng chấp nhận gì. Rồi, về sở trường tài lẻ của em là cái gì? Dạ em hát gì. Rồi gì nữa? Dạ hiện đại. Biết võ thuật, biết dạ, hát cái gì hiện đại. Võ thuật là em nghĩ võ gì? Dạ, cô Vina với Akido ạ. Cô Nam với Akido ạ. Akido. Ừ, Akido. Rồi. Còn gì nữa không? Dạ rồi. Rồi, hát cho chị một đoạn em nè. Từng ngày mệt nhoài một phiên trôi qua, giật mình nhìn lại thấy anh đã xa. Lâu rồi cũng chẳng biết nhớ nhung yêu thương một người. Rồi. Võ thuật hả? Dạ. Đánh bài đồ coi được không? Đó là đánh rồi. Ừ, đánh đi. Ảnh quay được thì quay nè. Ừ. Rồi ok. Rồi chảy qua ba mối tình, kể chị nghe coi ba mối tình sao nè. Cái mối tình đầu tiên của em là thầy gặp ba chị. Ừ. Rồi xong hai đứa chia tay vì cái lý do là không hợp tính nhau. Hồi đó em cũng bị gia trưởng cái gì. Hồi đó không, còn bây giờ hết rồi. Hồi đó làm sao gia trưởng giờ xong hết? Hồi đó là em kiểu em bắt bạn đó phải theo ý em luôn á. Bắt đầu cũng theo ý á. Nhưng mà sau đó em khi chia tay em rồi thì em mới nghĩ ra là mình sai. Dạ. Thấy sai rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Còn mối tình thứ hai, thứ ba làm sao phải nghe? Mối tình đó thì cũng được có một hai tháng thì xong rồi cảm thấy nhau không hợp tính nhau á. Bắt đầu chia tay luôn. Không hợp là không hợp ở điểm nào? Tính cách thì tính cách, ví dụ em nói họ đó ủa sao mình chỉ tại vậy thì nó là không hợp nhau, không tính cách nhau gì thôi. Ừ, nhưng mà em cảm là bạn gái chia tay em thôi. Dạ. Bạn nào cũng chia tay em á. Dạ đúng rồi. Quen mấy tháng thì chia tay? Bạn đầu thì một năm hơn, còn bạn thứ hai, thứ ba thì một hai tháng. Cái gì mà quen nhau một hai ba tháng thì chia tay không vậy ông? Em thấy bạn với em hợp không? Mà sao bạn nó không hợp? Giống như là tính của em thì lúc nào cũng thẳng cái gì. Còn bạn em thì cũng như là không thích như vậy.
Ý nhiều có nhiều cái việc em phải nói thẳng ra, chứ không phải em không mang được. Nhưng mà con gái thì thường bị thì lộ lời nói với ta là thẳng quá rồi người ta chia tay luôn. Dạ chắc vậy. Đâu trường hợp nào em nói thẳng với bạn gái đâu, kể chị nghe coi. Ví dụ như em thấy bạn nó chơi với một bạn nam khác thì em mới hỏi là em mới nói là mai mốt mình đi như vậy được, nhưng mà bạn nó không chịu, bạn nó không thích đi với bạn kia. Thế cho nên là không hợp tính nhau à? Vậy không hợp tính nhau hả? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hết rồi. Có vậy thôi hả? Là mối tình thứ hai thứ ba là bạn nào cũng đi với bạn nam khác vậy hả? Dạ đúng rồi. Là em hết với em nói xong rồi các bạn chia tay luôn. Dạ. Rồi, em quen mấy bạn đó nhiêu tuổi vậy? Sinh năm 98 vậy. Chứ lại sinh năm 95. Nít quá vậy. Khổ ghê. Rồi sao lên đây kể gì nghe coi. Ở ngoài tuổi của em cũng thu nhập cao, rồi em cũng có nhà ở Sài Gòn mà sao không tìm được ai, sao lên đây? Em chẳng không có duyên với chị sao á. Em như là quen được, nhưng mà quen được thì có một thời gian ngắn là lại chia tay được rồi. Em có gửi tiền cho em không? Dạ hiện tại bây giờ em không có còn em được ngày xưa nữa. Rồi mẫu người yêu của em như thế nào? Dạ tóc dài, mặt ưa nhìn. Ưa nhìn là ưa nhìn sao mà? Dễ nhìn chị không cần ngạc quá, không cần không... Chị không biết. Dễ nhìn với chị nó khác dễ nhìn với em. Nên mình phải mua miêu tả chi tiết cho chị. Chiều cao, ví dụ như trên khuôn mặt bạn đó như thế nào, hoặc là cái mẫu người nào, cái gu người nào mà em thích. Như nãy cái anh kia nói đó, em thích ốm ốm như Ngọc Trinh vậy đó.